cùng học một số bài trong quyển tập 2. Phải, sư, không phải, bố sư, có, dỏ, không có, mấy dỏ, có thể, khởi, không thể, bố khởi, không được, bố xứng, được, xứng, có mặt, dài, vắng mặt, bố dài, đi, CHU, không đi, bố CHU. Rất bận. Khẩn bận không bận bù máng, không bận không bận không bố thai bận rảnh không 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 rảnh mấy không đừng khách sáo không 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 cần dùng, muộn quá rồi thai quả lạ, còn sớm khái giỏ nạ. không được, bù xứng, không 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 bố sư, không thể, bố nâng, không tốt, bố hảo, không cần, bố yung, không đi, bố chữ, không dám, bố cản, không yêu, bố ai, không xa, bố yuẩn, không phục, bố phú, không đổi, bố biển, không ngừng, bố toàn. Cách người Trung Quốc chào hỏi nhau. Xin chào, ní hảo. Chào mọi người. Ta gia hảo. Bạn khỏe không? Ní hảo mà. Vẫn khỏe chứ? Hải hảo bà. Trùng hợp quá. Háo chào à? Làm gì đó? Căn má nó. À. Đi đâu đấy? Chuyên nào á? À? Bận việc gì thế? Mắng xả nó. À. Chào buổi sáng. Chào sáng hả? Chào buổi trưa. Trung ủ hả? Chào buổi chiều. Chào ủ chào buổi tối. Quán sạc họ. Tạm biệt. Zài Mai gặp lại. Mình thiên chiên. Đi nhá. Giỏ lá. Lần sau gặp. Xa chư chiên. Chúc ngủ ngon. Quản ăn. Hôm khác nói tiếp. Cải thiên dài léo. Lát nữa gặp. Ý khoa chiên. Đi cẩn thận. Mang giỏ. Lần sau lại đến. Xa chư dài lái.

làm việc của bạn đi máng đi tập à vậy tôi đi trước nhé nào ở trên giỏ lá lúc khác nói tiếp xa sư dài léo tạm biệt được không xiếng mà có không dở bận không máng mà ổn không hảo mà? mệt không lây mà đi không chuyên mà đúng không tuy mà đến không lại mà 安亨吃吗？文亨喝吗？农亨热吗？磊亨冷吗？感恩 m 谢各位，谢谢大家，感恩师谢,谢谢老板，感谢各位，谢谢你们，感恩姐谢谢姐姐，感恩哥谢谢哥哥，感恩阿谢谢阿姨，感恩叔谢谢叔叔。 Cảm ơn anh đẹp trai,谢谢帅哥, xoài Cảm ơn người đẹp,谢谢美女, Cảm ơn bà. Cảm ơn ông. Cảm ơn thầy. Cảm ơn cô. Tôi hiểu rồi. Tôi làm rồi. Tôi mệt rồi. Ủa Tôi biết rồi. Tôi đến rồi tôi ăn rồi. Wǒ chī là, tôi bị ốm rồi. Wǒ shēng bìng là, tôi tan ca rồi. Wǒ xà bán là, tôi về rồi. Wǒ khuấy lại là, tôi đói rồi. Wǒ ưa là, tôi khát rồi. Wǒ kě là, tôi no rồi. Wǒ bảo là, vậy thì tốt. Na chưa hǎ, vậy được thôi. Na hỏ ba. vậy cũng được. Na yě xíng, vậy theo bạn đi. Na tīng nǐ ba vậy tốt quá. Na thay lạ, vậy bạn làm đi. Na nỉ ba, vậy thế này nhé. Na Nà, ba, vậy tôi đi trước. Na vậy tôi đi đây. Na ủa vậy không được. Na sướng, vậy yên tâm rồi. Na phẳng xin là, vậy mai gặp nhé. Na ming thiên chèn. Ăn đi, chứ bà, xem đi, khăn bà làm đi, đến đi, ba, đi đi, ba, ngủ đi, ba, uống đi, hơ nghe đi,听吧, học đi, ba, hỏi đi, quên ba, tìm đi, ba, mua đi, ba. Đừng nhắc nữa, đừng cười nữa, đừng nói nữa, bía xua là, đừng quan tâm nữa, bế quản là, đừng nghĩ nữa, bía sảng là, đừng ăn nữa, bía chứ là, đừng chạy nữa, bía thả là, đừng hát nữa, bía chăng là, đừng đọc nữa, bía tú là, đừng mua nữa, bía mải là, đừng khóc nữa, bế khu là, đừng hết nữa, bía khả là. Còn bây giờ sẽ là một số bài trong quyển tập 3 nhé. Đừng nhìn, bế khăn, đừng nghe, bế thiên, đừng nói, bía xua, đừng làm, bía dùa, đừng quên, bế wàng, đừng khóc, bế khu, đừng đi, bế giỏ, đừng đánh, bía tả, đừng hát, bía chăng, đừng cuống, bía khoang, đừng quậy, bía nào, đừng cười, bía xào. khó nói 难说，khó hiểu 难懂，khó coi 难看，khó nghe 难听，khó chịu 难受，khó làm 难搞，khó thay đổi 难改，khó học 难学，khó ăn 难吃，khó uống 难喝，khó giải 难解，khó rỗ 难哄。hôm trước 前天 烘瓜昨天烘内今天你卖、明天你给后天我爱一天本内这个星期本烧下个星期末端车一个星期前还短了两个星期后躺着上个月堂内这个月 tôi tên là，我叫，tôi họ tên là，我姓叫，tôi họ，我姓，tôi là，我是，có ai không，有人吗？có điện không，有钱吗？có rảnh không，有空吗？có ích không，有用吗？có thời gian không，有时间吗？có nước không，有水吗？có việc không，有事吗？

五年，多少年？还年，两年，三年，六年。六年